Mới đó mà tháng 10 rồi, gần Tết rồi các anh chị ơi. Thế chị có nhớ là mình còn một lời hứa với khán giả không? Hứa hả? Ủa mình hứa gì ta? Mình hứa là mình sẽ làm hướng dẫn chăm sóc để hoa hồng cái cây hoa để hồng mà hoa nó mà nở đúng ra dịp hoa Tết đồng á. loạt giống như thế này. Chúng ta cũng cần một vài bí quyết nho nhỏ đấy các anh chị nhé. Thông thường á, nhà vườn mình hay làm cho cây ra hoa đồng loạt, đặc biệt là vào những cái dịp Tết để phục vụ khách hàng. Mình sẽ chia sẻ cho các anh chị để các anh chị có thể sử dụng cái biện pháp đó trên cây hoa hồng của mình để cho những cái sự kiện ở trong gia đình của mình rực rỡ hoa hồng nhé. Sài Gòn Hoa đã có một cái lời hứa cho các anh chị là sẽ hướng dẫn cho các anh chị tất tần tật những cái vấn đề liên quan để chăm sóc cây hoa hồng, làm sao cho cây nở hoa thật đẹp và đặc biệt là đúng vào dịp Tết. Thì ngày hôm nay Sương sẽ trả kèo chủ đề này, hướng dẫn các anh chị chăm sóc cây hoa hồng làm sao cho cây nở hoa đẹp và đúng vào dịp Tết như anh chị mong muốn nha. Và mời anh chị hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay. Thường thì để cây hoa hồng nở vào đúng cái thời điểm mà anh chị mong muốn thì chúng ta sẽ thực hiện một cái thao tác, đó chính là cắt tỉa cho cây, cắt toàn bộ các cành nhánh này để kích thích cây ra chồi mới. Và kể từ thời điểm cắt cho tới khi mà cây ra nụ nở hoa là khoảng tầm 1 tháng rưỡi, là 6 tuần. Thì dựa vào cái đặc điểm này, anh chị sẽ canh chỉnh cái thời gian làm sao mà chúng ta cắt tỉa để hoa hồng nở đúng vào cái thời gian mình mong muốn nha. Đây, đồ nghề nha em nha. Có cồn đau tay để mà khi chúng ta cắt tỉa thì sẽ tránh mà gai nó cào xước tay nha. Em thấy trong mấy cái video mà hướng dẫn chăm sóc cây á, là chị hay sử dụng cồn để mà xịt lên dụng cụ. Là tại sao mình phải làm vậy chị? Sử dụng cồn này để sát trùng trước cái dụng cụ mà chúng ta cắt tỉa, nó nhằm cái mục đích là sẽ giảm hạn chế cái mầm bệnh lây lan. Có nhiều khi cây này nè nó bị bệnh nhưng mà em dùng cái kéo này em cắt thì cái kéo nó sẽ có mầm bệnh trên đó, em cắt qua cái cây tiếp theo á thì nó sẽ vô tình làm lây lan cái mầm bệnh nó ra những cây sau. Những cây sau khỏe nhưng mà do mình sử dụng chung một cái kéo với lại cái cây bị bệnh á thì nó sẽ lây ra. Nên là chúng ta sẽ khử trùng trước khi mà cắt tỉa nha. Đây, lau cồn. Vậy bây giờ chị hướng dẫn để mà cắt tỉa từng cái cành hoa hồng đi chị. Thì đây, Sương hướng dẫn lại anh chị cách cắt tỉa nha. Anh chị có thể tìm lại những video cũ hoặc là xem video này, Sương sẽ hướng dẫn lại. Thì trên những cành hoa hồng khi mà chúng ta cắt tỉa thì sẽ có những cái cành bệnh như thế này nè. Chúng ta sẽ tỉa đi để cho cây sẽ ra những cái chồi mới, là mầm mới nó khỏe hơn. Còn cái cành nhỏ này gọi là cành tăm, chúng rất là eo uột nè, còi cọc và cái mầm ở trên này cũng rất là nhỏ, nên là anh chị sẽ tỉa đi để cho cây có xuất ra những cái chồi mập hơn, là to hơn như giống như cái chồi này nè, thì chúng ta sẽ giữ lại. Còn những cái cành mà nhỏ hơn như là chồi nhỏ, chồi tăm, cành tăm á thì chúng ta sẽ tỉa hết đi. Thì để cho cây hoa hồng ra hoa đồng loạt thì anh chị sẽ thấy là chúng ta sẽ cắt tỉa toàn bộ những cái cành của nó, cắt ngọn hết. Để cho cây nó bắt đầu nó ra một lứa chồi mới và cây sẽ ra hoa một cách đều hơn. Thì ở trên cây sẽ có những cái hoa mà vừa tàn như thế này. Anh chị sẽ cắt thấp xuống. Đồng thời thì có thể tỉa những cái cành tăm của nó lại để cho cái cây của mình nó thoáng hơn. Những nụ hoa này nếu như mà các anh chị để cái nụ hoa này nó nở thì sau khi nở xong chúng ta tỉa thì cây nó sẽ ra chồi mới nhưng mà sẽ không có kịp Tết nha. Nên là nụ hoa này thì anh chị sẽ không có tiếc. Chúng ta sẽ tỉa đi. Cái này có thể đem vào cắm bình cũng được nếu mà chúng ta tỉa dài xuống. Nhưng mà thôi, Sương tỉa ngắn để cho cái cây của mình á, cái cành nó dài nó ra được nhiều nụ hơn. Những cái cành như thế này thì chúng sẽ ra nụ nhưng mà nếu mà anh chị để thì nó sẽ bị muộn, nó sẽ không nở kịp Tết. Nên là cứ việc cắt tỉa đi để cho cây của mình nó sẽ ra đều hơn vào dịp Tết thì cái cây sẽ nhìn sum xuê hơn, đẹp hơn. Đây, cành chồi điếc thì càng nên phải tỉa nha anh chị. Cành này thì cũng có nụ hoa nè, nhưng mà nó hơi bị còi cọc, cành nó rất là ngắn, tỉa luôn. Chị ơi, mấy cái cành mà khi mà mình cắt xong á là mình để vô trong cái gốc để nó thành hữu cơ được không chị? Không em nha, tại vì cái cành này á thì chúng có rất là nhiều cái mầm bệnh nè, hoặc là có cả bọ trĩ ở trong đó. Nếu như mà chúng ta bỏ xuống gốc á thì chúng sẽ tiếp tục là chúng lây lên trong mấy cái cành này hoặc là lây qua cây khác.
Nên là sau khi cắt xong thì những cái cành đó, hoặc là cái phần lá bệnh mà rụng ở dưới gốc nè, sẽ thu dọn sạch sẽ để mà chúng ta bón phân và chăm lại cái cây, không có bỏ lại mấy cái cành đó ở dưới gốc, nhổ cỏ luôn và xong rồi sẽ gom hết mấy cái lá bệnh của nó. Ủa chị, sao chị nói là cắt tỉa cái này là cắt tầm 1.5 tháng trước Tết á, và sao giờ em thấy nó sớm có sao không chị? Cái này chị hướng dẫn sớm để cho tất cả các khán giả của Sài Gòn Hoa khi mà xem được cái video này thì sẽ canh được cái thời gian chính xác để mà cắt tỉa nha. Tại vì nếu như mà chị ra vào đúng cái dịp rằm tháng 11 á, thì khi mà anh chị xem được video đó thì thực hiện trên cây hoa hồng của mình nó đã muộn rồi. Với lại vườn hoa hồng này của Sài Gòn Hoa thì chị sẽ cắt tỉa sớm để chúng ra hoa trước Tết, để tất cả các anh chị em nhân viên á sẽ được ngắm hoa hồng một cách lung linh rực rỡ, và sau đó thì về quê ăn Tết trong một cái tâm thái rất là vui vẻ và rất là nhớ nhung cái vườn hoa hồng này, để sau đó quay trở lại làm việc với một tinh thần phấn chấn hơn. Cái cây hoa hồng mà sau khi cắt tỉa thì vào cái thời điểm là tháng 11 là cuối năm á, thì trời rất là dễ bị mưa cũng như là nấm bệnh thì sẽ phát sinh rất là nhanh. Nên sau khi mà chúng ta cắt tỉa xong thì anh chị sẽ phải phun thuốc phòng cho nó. Thì có thể sử dụng các loại thuốc hóa học, nhưng mà ở đây thì Sương sẽ khuyên anh chị là dùng Trico nha. Chúng ta sẽ rải ở dưới gốc để mà hạn chế mầm bệnh từ ở trong gốc của cây hoa hồng ra. Rải một ít ở dưới gốc. Chúng ta cũng sẽ sử dụng một ít để mà chúng ta pha với nước và phun ở lên trên lá luôn. Tại vì trên thân cũng như là trên cành lá của giống á, chúng ta có các vết thương hở mà khi chúng ta vừa mới cắt tỉa xong á, nên là sẽ lấy một lượng vừa đủ, sau đó bỏ vào trong bình. Thì khi mà các anh chị cũng sẽ lựa cái thời điểm là ngày hôm đó không có mưa, nắng ráo và sẽ không có ẩm ướt, để tránh là cắt sau khi cắt tỉa xong mà nấm bệnh nó sẽ xâm nhập vào các vết cắt nha. Vào khoảng thời gian mà cuối năm thì cây sẽ bắt đầu ngưng sinh trưởng, chúng sẽ tập trung dồn sức để mà ra hoa, vậy nên là thời điểm này anh chị sẽ không nên bón các loại phân nóng như là phân đạm. Đạm nhiều thì sẽ làm cho cây rất là dễ bị cháy rễ. Và phân thì cây không lấy, nhưng mà anh chị bón mà nhiều hay là dồn dập liên tục vô thì nó sẽ bị đọng lại ở trong cái phần giá thể này nè. Thì phân nó tồn càng ngày càng lâu thì sẽ làm cho cái giá thể chúng ta càng ngày càng mặn, và sẽ rất là hại cho cái bộ rễ cây hoa hồng. Nên là nếu như mà trong giai đoạn này khi mà cắt tỉa xong, anh chị sẽ bón, chị có thể sử dụng là phân hữu cơ cho cây thôi, không sử dụng phân hóa học, và bón một lượng vừa đủ thôi. Phân hữu cơ thì mình dùng loại phân nào hả chị? Có nhiều loại phân hữu cơ chuyên dụng cho hoa hồng như là Raman nè. Hoặc là không có thì chúng ta có thể sử dụng các loại như là phân hữu cơ dạng viên, phân trùng quế. Sau khi mà chúng ta rải phân xong thì sẽ xới nhẹ cái lớp đất như thế này, để phân nó được trộn đều vào trong cái giá thể, thì cây nó sẽ sử dụng tốt hơn. Và chậu hoa hồng này thì anh chị sau khi xử lý xong chỉ cần đợi tới Tết là cây nở hoa rực rỡ rồi. Và Sương đã trả nợ xong cho anh chị chủ đề là chăm sóc làm sao cho hoa hồng nở hoa đúng vào dịp Tết nha. Anh chị nếu như mà còn muốn Sương hướng dẫn cho các anh chị chăm sóc loài hoa nào để chúng nở vào dịp Tết thì nhanh tay bình luận, để Sương có thể lên chủ đề và thực hiện sớm video, anh chị có thể xem, theo dõi và thực hiện chúng kịp thời, và cho những cây hoa đó nở hoa đúng Tết. Hy vọng rằng mùa xuân này thì anh chị sẽ có được một vườn hoa hồng rực rỡ. Chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video lần sau.